7 thế giới trong hệ mặt trời có thời tiết điên rồ. Thời tiết trên các thế giới khác như thế nào? Dự báo sẽ có mưa metan, những cơn bão toàn cầu và một trận cuồng phong rộng 10.000 dặm. Hệ mặt trời của chúng ta là nơi có thời tiết kỳ lạ và tuyệt vời, với những cơn bão có quy mô khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì trong lịch sử trái đất được ghi lại. Từ những trận cuồng phong hàng thế kỷ trên sao Mộc đến những cơn gió lớn trên sao Hải Vương, nếu rời trái đất, bạn sẽ bị sốc bởi những gì bạn tìm thấy. Trên sao Hỏa, bạn sẽ tìm thấy những cơn bão bụi khổng lồ bao phủ toàn bộ hành tinh. Trong khi sao Kim có một bầu khí quyển cực kỳ dày và chuyển động nhanh có thể tạo thành các xoáy vĩnh viễn ở các cực của nó. Trên sao Mộc và sao Thổ, có một số cơn bão lớn hơn đường kính của nhiều trái đất đã hoành hành trong nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ. Trên sao Hải Vương khổng lồ băng, bạn sẽ tìm thấy những cơn gió nhanh nhất trong hệ mặt trời, và trong sao Hải Vương và sao Thiên Vương, nó có thể tạo mưa kim cương. Nhờ các sứ mệnh gần đây vào không gian, chúng ta đã biết thêm về những hệ thống thời tiết hấp dẫn này hơn bao giờ hết. Các nhà khoa học cũng đang thực hiện các nghiên cứu dài hạn về các hệ thống thời tiết, chẳng hạn như các cơn bão phun trào từ mặt trời có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến trái đất. Khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu những điều chưa biết, còn đó một câu hỏi lớn là ai biết còn điều gì khác cần khám phá trong hệ mặt trời. Vết đỏ lớn của sao Mộc, một cơn bão có kích thước bằng trái đất, vết đỏ lớn của sao Mộc được tàu thăm dò vũ trụ Voyager 2 nhìn thấy. Cơn bão mang tính biểu tượng này đã hoành hành trên sao Mộc trong nhiều thế kỷ, nhưng nó có thể không tồn tại mãi mãi. Cơn bão quay khổng lồ có thể so sánh với một cơn bão trên trái đất, mặc dù nó lớn hơn đáng kể. Nó có kích thước khoảng 10.000 dặm, chiều ngang 16.000 km, tức là khoảng 1,3 lần chiều rộng của hành tinh chúng ta. Các nhà khoa học cho rằng rễ của nó đi sâu vào sao Mộc gấp 100 lần so với các đại dương của trái đất. Tuy nhiên, bằng chứng gần đây cho thấy cơn bão có thể đang thu hẹp lại, mặc dù nó có thể nuốt chửng các cơn bão khác để tăng sức mạnh. Đó không phải là thời tiết khắc nghiệt duy nhất trên sao Mộc, cực Bắc và cực Nam của nó có những dãy lốc xoáy kỳ lạ được sắp xếp theo hình tròn, trong khi bức xạ cường độ cao từ hành tinh này đã quét sạch một số mặt trăng của nó. Chẳng hạn như Io và Europa, tàu vũ trụ Juno của NASA, đi vào quỹ đạo xung quanh sao Mộc vào năm 2016, đã thu thập dữ liệu đáng kinh ngạc về người khổng lồ khí này bằng một loạt các thiết bị. Điều này bao gồm một máy đo bức xạ vi sóng để đo bầu khí quyển sâu của sao Mộc, máy ảnh tia cực tím và hồng ngoại để chụp ảnh bầu khí quyển và cực quang của hành tinh, và JunoCam, cũng bận rộn chụp ảnh ánh sáng nhìn thấy. Xét của sao Thổ, mạnh hơn trái đất 10.000 lần, thật ngạc nhiên là chúng tôi không chỉ nhìn thấy tia sét trên sao Thổ mà còn nghe thấy nó. Tàu vũ trụ Cassini của NASA, quay quanh sao Thổ từ năm 2004 đến năm 2017, có thể phát hiện tia sét trên hành tinh này vào ban ngày, có nghĩa là nó phải cực kỳ mạnh, một số tia được cho là mạnh hơn 10.000 lần so với tia sét trên trái đất, theo NASA. Bằng cách quan sát phát xạ vô tuyến từ hành tinh, Cassini cũng có thể nghe thấy các cơn bão đang xả ra trong khí quyển. Sao Thổ thỉnh thoảng phát triển các cơn bão lớn kéo dài hơn 190.000 dặm, 300.000 km, bao quanh gần như toàn bộ hành tinh, trong khi cực Bắc của sao khí khổng lồ đóng vai trò chủ nhà của một đám mây hình lục giác vĩnh viễn và kỳ lạ kéo dài sâu vào hành tinh. Bão mặt trời, bùng nổ giận dữ đánh sập lưới điện, mặt trời có thể tàn phá hành tinh của chúng ta. Các cơn bão mặt trời của nó bao gồm các vụ nổ bức xạ và các hạt tích điện, có thể làm hỏng nghiêm trọng các vệ tinh luôn theo dõi hoạt động của mặt trời và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng đôi khi, khi một cơn bão lớn tiến về phía chúng ta, các vệ tinh và lưới điện cần phải được đã tắt để họ có thể sử dụng nó. Bất chấp những nỗ lực hết mình của chúng tôi, thỉnh thoảng một đợt bùng phát dữ dội của mặt trời có thể khiến chúng tôi mất cảnh giác. Năm 1859, một tia sáng mặt trời cực mạnh được đặt theo tên của nhà thiên văn học Richard Carrington đã gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với liên lạc điện báo toàn cầu. Sự kiện Carrington năm 1859 cũng gây ra những màn hình cực quang đáng kinh ngạc có thể nhìn thấy ở tận phía nam Caribe. Năm 1989, một ngọn lửa mặt trời đã tàn phá hệ thống truyền tải điện từ trạm phát điện Hydro Quét, gây mất điện khiến 6 triệu người không có điện trong 9 giờ.
Hoạt động mặt trời thậm chí còn được cho là nguyên nhân có thể gây ra vụ chìm tàu Titanic. Khi nghiên cứu mới cho thấy một cơn bão mặt trời đằng sau màn trình diễn ánh sáng phương Bắc ấn tượng vào thời điểm tàu chìm có thể đã làm gián đoạn hệ thống định vị và liên lạc của con tàu và cản trở nghiêm trọng các hoạt động cứu hộ. Vòng xoáy của sao Kim, một cơn bão di chuyển nhanh hơn hành tinh của nó, ở cực nam của sao Kim là một xoáy lớn có kích thước bằng châu Âu đang xoáy trong bầu khí quyển. Vòng xoáy này dường như đã có từ rất lâu và là kết quả của một số đặc tính kỳ lạ trên hành tinh. Khí quyển trên sao Kim di chuyển nhanh hơn hành tinh, đạt tốc độ lên tới 250 dặm tương đương 400 km một giờ, nhanh hơn 60 lần so với hành tinh quay, theo cơ quan vũ trụ châu Âu. Sao Kim cũng là hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời, nhưng đáng chú ý không phải là hành tinh gần mặt trời nhất. Bầu khí quyển dày đặc như địa ngục của nó bao trùm hành tinh và giữ nhiệt trong một hiệu ứng nhà kính. Kết quả là, nhiệt độ sao Kim có thể lên tới 870 độ F, 465 độ C. Ngay cả mưa trên sao Kim cũng không giúp giảm bớt khí hậu khắc nghiệt. Axit sulfuric ăn mòn rơi từ các đám mây và bốc hơi trước khi chạm đất do nhiệt độ bề mặt quá cao. Gió lớn của sao Hải Vương, nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, điểm tối lớn của sao Hải Vương được chụp bởi tàu vũ trụ Voyager 2 của NASA. Sao Hải Vương, hành tinh xa mặt trời nhất, có gió nhanh nhất trong hệ mặt trời. Ở độ cao lớn nhất của hành tinh, nơi khí mê tan tạo cho sao Hải Vương màu xanh lam của nó, gió có thể đạt tốc độ hơn 1.300 dặm tương đương 2.100 km mỗi giờ hoặc gấp 1,6 lần tốc độ âm thanh. Những cơn gió lớn này cũng làm phát sinh một số cơn bão lớn, chẳng hạn như vết đen lớn nổi tiếng mà tàu thăm dò Voyager 2 nhìn thấy vào năm 1989. Các nhà khoa học vẫn đang tò mò về nguyên nhân của cơn bão thoáng qua này đã biến mất vào thời điểm kính viễn vọng không gian Hubble của NASA hướng ánh nhìn về sao Hải Vương khoảng 5 năm sau chuyến du hành 2. Kể từ đó, Hubble luôn theo dõi những cơn bão hỗn loạn của sao Hải Vương xoay theo chiều kim đồng hồ do chuyển động quay của hành tinh, không giống như các cơn bão trên trái đất là hệ thống áp suất thấp và quay ngược chiều kim đồng hồ. Trong những năm qua, Hubble đã ghi nhận sự xuất hiện và tan rã của nhiều cơn bão sao Hải Vương. Một trong số đó đã khiến các nhà khoa học bối rối gần đây. Vòng xoáy đặc biệt này đã được quan sát thấy đang quét về phía nam về phía xích đạo của sao Hải Vương, theo đường đi của nhiều cơn bão khác nhau trước nó. Mặc dù không giống như những người tiền nhiệm của nó, cơn lốc xoáy này đã tạo ra một hình chữ U mạnh và bắt đầu trôi ngược về phía bắc, trước sự ngạc nhiên của các nhà nghiên cứu. Bão bụi sao Hỏa, tornado có thể nhìn thấy từ không gian, vào năm 2018. Một cơn bão bụi khổng lồ đã nhấn chìm bề mặt sao Hỏa, che khuất phần lớn bề mặt của nó khỏi tầm nhìn của chúng ta. Những cơn bão này được gọi là cơn bão cấm khi chúng xảy ra trên trái đất, khá thường xuyên trên sao Hỏa, xảy ra vài năm một lần, nhưng cơn bão này đặc biệt lớn. Chúng được tạo ra bởi mặt trời làm nóng bầu khí quyển của hành tinh, đẩy bụi lên khỏi mặt đất, mặc dù các nhà khoa học không chắc làm thế nào chúng phát triển lớn như vậy, theo NASA. Chúng gây ra các vấn đề đối với những chiếc tàu chạy bằng năng lượng mặt trời trên bề mặt, vốn dựa vào ánh sáng mặt trời, sao Hỏa cũng trải qua quỷ bụi, những cơn lốc xoáy thu nhỏ hình thành và di chuyển trên bề mặt. Hiện tượng này không chỉ dành riêng cho hành tinh đỏ, trên thực tế, chúng cũng được quan sát thấy trên trái đất. Quỷ bụi được hình thành khi mặt đất nóng lên khiến không khí sát bề mặt cũng nóng lên và bốc lên. Trong khi không khí bay lên, nó có thể tiếp xúc với các đoạn không khí nhỏ mát hơn ở phía trên cao hơn, do đó làm cho cột không khí quay. Chúng ta có thể nhìn thấy những con quỷ bụi này do bụi bẩn mà chúng đá lên khỏi mặt đất. Chúng rõ đến mức thậm chí có thể được nhìn thấy từ không gian. Năm 2012, tàu quỹ đạo do thám sao Hỏa phát hiện một quỷ bụi khổng lồ trên sao Hỏa cao 2.600 feet tương đương 800 mét và rộng 98 feet tương đương 30 mét. Mưa metan của Titan, bạn sẽ cảm thấy từng giọt. Mặt trăng lớn nhất của sao Thổ là Titan. Titan là một trong những thiên thể bí ẩn nhất trong hệ mặt trời. Vật thể giống trái đất này chứa chất lỏng trên bề mặt của nó, sở hữu một khí hậu thực sự kỳ lạ và đã khiến các nhà khoa học tò mò trong nhiều năm. Trên Titan, metan thỉnh thoảng rơi xuống dưới dạng mưa sau khi nó bốc hơi khỏi bề mặt và tạo thành những đám mây dày. Nhà vật lý Rajani Dindra tại Đại học Idaho nói với New Scientist vào năm 2019, mưa metan sẽ rơi rất chậm, do trọng lực thấp và khói mù dày đặc, vì vậy bạn sẽ cảm nhận được từng giọt.
chu trình thủy văn của Titan, trong đó hydro liên quan đến khí metan chứ không phải nước như trên trái đất, tạo nên cảnh quan và cung cấp khí metan và itan lỏng vào các hồ khổng lồ như Kraken Mê, sâu hơn 1.000 feet tương đương 300 mét. Được xuất bản bởi Life Science. M68 TV cảm ơn bạn đã xem video này. Các bạn bấm đăng ký kênh để xem được thêm nhiều video hấp dẫn của M68 nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.